Ủa sao ai lạ vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa em đó hả? Em. Sao lạ quá vậy? Cái gì mới đi có Việt Nam có một tháng đã về quên vợ quên con hay sao? Không phải, đi một tháng về thấy em đẹp quá. Trời đất ơi, thiệt cho em có một nét đẹp của một thiếu phụ chờ chồng một tháng. Thôi đi. Đẹp quá, đẹp quá. Trời chú. Gì con? Chú về hả chú? À. Chú khỏe không chú? Khỏe con. Chú đi mệt không chú? À. Chú Việt Nam cho vui không chú? Khoan con. Trời ơi, tôi đi máy bay không mệt, về gặp nhỏ tôi mệt rồi. Cái làm gì lăn xăng vậy em? Chờ sốt ruột từ sáng tới giờ đó anh ạ. À. Vậy hả? Ừ. Con cho chú ly nước đi con. Dạ. Thấy thương ghê. Điện tháng gì hình như nó cao chút xíu. Thôi. Nhưng mà nó dễ thương. Em. Gì? Nhớ quá, anh nhớ em quá. Anh nói thiệt với em nha, lần sau mà có về Việt Nam, anh về mình không về đâu. Biết rồi. Có về là về chung với em phải không? Ủa sao em biết vậy? Trời ơi, cái này em rành quá rồi mà nè, xuống máy bay xong gọi cho em làm em lo muốn chết luôn vậy. Trời đó. Trời ơi, kẹt giấy tờ em. Kẹt giấy tờ cái gì? Thì tôi phải gọi cho ông Tiến chứ. Nè chứ, nước này chứ. Cảm ơn con. Dạ. Đó. Con. Hả? Sao nãy con nói kêu him mà. Trời ơi, không về mới kêu, còn giờ về tới nhà rồi con yên chí rồi biết không? Dạ. Đàn bà phải biết xí xóa con biết không? Dạ. Đó, tao dạy mà giữ chồng đó không? Không biết con. Sao ta? Sao em? Anh. Bộ về Việt Nam ăn uống không ngon lành gì sao thế anh có vẻ ốm á nghe. Trời em biết mà, về Việt Nam mà ăn thì ít mà chơi thì nhiều. Hả? Không. Quên thiếu chữ đi. Đi chơi thì nhiều. Quên. Đi chơi con, đi chơi hả? À, với lại anh nói em nghe nè, ai nấu đồ ăn ở Việt Nam ngon mà giờ thấy không ngon em ơi. Vậy hả? Tại không ai nấu vừa miệng mà em nấu anh ăn hết á. Thấy không ngon. Ăn không ngon được cái gì hết á. Thậm chí á, nấu nước sôi mà còn thua em. Trời ơi đến ơi. Nước sôi mà thua vậy nịnh vừa vừa đó. Chú mày thấy không? Xạo không á, cô biết cô rành lắm nhưng thôi kệ nó con, tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tươi. Sao anh hả? Vậy là anh đi chơi nhiều lắm đó hả? Mà đi vòng vòng ngắm cảnh gì anh có thấy cái gì không, thấy cảnh gì? Có thấy gì đâu, mang tiếng về Việt Nam mà thấy cái trần nhà. Ủa sao thấy trần nhà? Anh ngồi sao thấy ít nhất phải nằm ngửa hả? Cái gì? Tại sao thấy trần nhà? Nói tôi nghe tại sao. Không phải, trời ơi em, không em làm anh quýnh quá. Không phải, trời ơi, đó con... không phải, về Việt Nam buồn quá nhớ quá. À. Không đi đâu, nằm khách sạn vậy nè. À. Rồi nhìn trần nhà nhớ em vậy hả? Rồi ai muốn làm gì làm. Ai muốn làm không phải, bạn bè nó muốn đi đâu đi làm gì làm, anh ở nhà khách sạn chờ em thôi. Anh vừa phải thôi, không có đâu. Nhưng mà anh nói em nghe, em yên chí đi. Anh công nhận Việt Nam mình bây giờ thay đổi nhiều quá. Thay đổi dữ lắm hả? Nhưng mà có một cái mấy bà bên này lúc nào cũng hơn mấy em bển hết. Hơn gì? Hơn tuổi. Trên 21 nó quắc rồi. Rồi nghe được rồi đó, lần sau chuyến sau đi về Việt Nam là em theo anh về cho anh biết. Gì? Em theo anh hả? À. Thôi anh nhà giữ nhà. Rồi chú anh cho nó tình đâu, sao không thấy anh về chung vậy? Con đâu anh? Ủa? Nó không gọi điện thoại cho con hả? Dạ không. Trời đất ơi, thằng này bậy nha. Sao vậy? Nó ở lại thêm 2 tuần nữa. Hả? Vậy? Ở lại làm gì? Gì? Thì nó thăm ba má con. Anh biết ba má con ở Mỹ mà. Trời ơi. Trời ơi. Vậy thăm ba má ai? Vậy là thăm ba má người ta rồi. Trời ơi, con chết. Anh ơi, tại sao vậy anh? Gì? Trời đất ơi, em nói anh nghe nè. Có một thằng con lần đầu tiên nó về Việt Nam, em giao cho anh. Ít nhất anh phải theo sát nó, anh theo dõi nó, anh chăm sóc nó. Sao anh để nó ở một mình là sao vậy? Hả, tại sao vậy anh? Trời ơi, giờ tới Việt Nam mạnh ai nó quậy với ai cô ai. Hả? Trời ơi, chú. Trời ơi, chú, sao chú kỳ quá vậy? Sao con? Tại sao để nó Việt Nam, sao hết kia ở nhà chung luôn? Trời ơi, chú. Gì? Con nghe nó con gái Việt Nam bây giờ đẹp lắm phải không chú? Đẹp lắm. Hả? Nó dễ thương, trời ơi. Trời. Đứa nào đứa đấy nó cao như cột đèn. Là sao? Cao là sao? Không có, nó cao tại vì nó mới guốc. Trời ơi. Guốc mà guốc cái gì? Bởi vì em nói anh có một thằng con mà anh không lo được. Thì nhưng mà tại nó thích, chứ không phải anh muốn đâu. Thích cái gì tại... thích hả? Biết tay tao. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy em? Trời ơi, nó có vỏ đó. Trời ơi. Mà tôi nói anh nghe nha. Anh mà coi chừng anh mà cà chớn đi quay lại tôi cũng... biết tại tao. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Một bên vậy, một bên vậy. Chết hai cha con tôi rồi. Thôi được rồi. Má ơi, con về tới rồi. Tiếng ai nghe quen quen vậy? Tiếng ai vậy? Jonathan. Hả? Cái gì vậy? Anh nói cái gì? Sao John... nói nó là Việt Nam mà? Anh nói giỡn mà. Ủa? Giỡn hả? Ờ. Con, giỡn thôi. Xuống tấn con. Trời ơi. Đi con tháng mà ghê vậy trời. Thủ thân đó.
Má con... Con trời đất ơi, nhớ con quá trời quá đất. Con nhớ má quá à. Nhớ má lắm nhớ, hả? Nhớ nhiều lắm. Ủa má, vì đâu má? Gì vậy? Tự nhiên nhớ má mới cái vi đâu à? Mà nhớ má này hay mà nhớ má trong kia vậy? Nhớ cả hai luôn. Nó chờ đó, sốt ruột từ sáng giờ mày chết á. Gì? Anh, gì? Đi vô nhìn trần nhà với tôi. Trời! Trần nhà cũ quá, có gì đâu nhìn trời. Sơn lại rồi. Hi. Hi. How are you? Fine. Trời ơi, nghe nó fine muốn bệnh luôn. How are you? Fine. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Đi Việt Nam nhớ em muốn chết luôn á. Xảo hoài. Thiệt. Mai mốt á, về Việt Nam á, nếu mà em không đi á, anh không đi đâu. Trời ơi. Trời ơi, câu này tôi độc quyền mà trời. Trời ơi, cha nào con đó trời ạ. À. Thôi đi vô, mày kể đi. Thôi đi. Trời ơi, Việt Nam nhớ em nhiều lắm. Em có nhớ anh không? Nhớ gì đâu mà nhớ. I don't care. Cũng vậy mà. Đi. Đi chỗ khác đi. Thôi để nó khe đi. Thôi đi vô, đi vô. Ba. Gì con? Gì? Nó giận con rồi, bây giờ làm sao? Mày dở quá. Quỳ đã, bây giờ về, quỳ xuống năn nỉ. Quỳ hả? Vô đi, bài. Nói gì vậy? Em ơi, tha thứ cho anh. Trời đất ơi, sao vậy con? Đứng dậy coi, làm cái kỳ vậy? Ai bắt anh quỳ đâu, ngồi trời, ngồi xuống thôi. Đau quá, em giận thì anh quỳ cho em bớt giận thôi. Trời ơi, anh đau, ông tụi quá. Dạ. Trời ơi. Con, sao con đòi con kill him mà con? Thôi cô anh về, bỏ qua cho ảnh đi, nhỉnh mặt nè. Đàn bà phải sao xí xóa phải em cô? Nói nghe nè, nhỏ này á, nó mê trai. Nhìn giống cô đó. Giống em thôi. Đi đi. Thôi đi vô. Tickle, tickle, tickle. Nè, em á nha. Phải học tập mấy đứa nhỏ đó. Tập gì? Thấy em nó giận, giận con Phúc mà. Ai nha, mỗi lần giận anh có 3 tiếng đồng hồ à. Trời ơi anh ơi, nhỏ vậy được chứ không lẽ đầu hai thứ tấp rồi lại gặp nhau là vui quá. Hả? Cái gì con? Con có mua quà cho má nè. Có quà cho má hả? Có. Trời ơi, dễ thương không? Thấy con trai em không? Chà. Con mua cho má thùng Big Screen. Hả? Nó đi Việt Nam vậy nó mua tôi TV Big Screen hả? Không phải. Cái gì? Bía sầu riêng. À, nói cho rõ. Bánh bía sầu riêng. Bánh bía sầu riêng. À, má thích cái này lắm em à. Em coi á, đi về Việt Nam dẫn nó dạy nó nói tiếng Việt. À. Đi vô ăn kêu hai tô cháo gà. À. Nó nói cho hai tô cháo gái. Trời ơi, giống anh á. Trời ơi. Má, cái này đủ cho má ăn 2 năm luôn đó. Trời ơi, dễ thương không? Con thấy không? Thanh niên á mà biết thương mẹ là mai mốt lấy vợ thương vợ lắm, con đừng có lo. Cũng tại cái thùng bánh bía sầu riêng này á, con bị phía trường xét quá chừng á, cho nên con mới nói 3 giờ trước. Ờ. Ô vậy hả? Dạ. Vậy... Nhưng mà cái này á con mua cho má ăn chơi thôi. À. Còn quà đặc biệt á là ba hứa ba mua. Thiệt ừ. Không con? Trời ơi, vậy hả? Anh. Quà em đâu? Hả? À. Đừng có nói đi tháng vậy mà không có quà cho em mà nha. Phải đặc biệt đó nha. Có chứ. Trời đất ơi, cho thằng nó biết mua cho ghế của nó. Anh không biết mua cho ghế của anh hả? Biết có sao không? Thấy không? Đâu quà em đâu? Để coi kiếm coi có không? Có không? Con thấy không cô? Con thấy không? Chú á. Chú đáo lắm, qua đây anh, qua đây. Ừ. Chú đáo lắm con, đâu quà em đâu. Quá từ từ anh, quà quý vậy. Quà? À, có rồi. Có rồi không, đâu được coi coi. Đây. Cái gì anh? Anh giỡn mặt với em hả? À. Cái này anh ghé Đài Loan anh vớt đại phải không? Hả? À, không phải. Trời ơi em đâu biết hút thuốc đâu mà em ghét những người hút thuốc lắm anh biết không? Bởi vậy con người em không sâu sắc. Mua quà cho vợ là phải có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Em đồng ý với anh là ở bên Mỹ mỗi lần anh hút thuốc á là có em xuất hiện không? Đúng rồi. Mà em xuất hiện em cằn nhằn. Đúng rồi. Về Việt Nam mình buồn quá không có em nhớ em. Hả? Cho nên mua cây thuốc lá mỗi lần anh nhớ anh dồn cây thuốc lá. Đó là nhớ em mà là mua tặng em á. Trời ơi thôi lần sau em không thích cây thuốc lá đâu nghe chưa? Ờ. Đó để chú á, miệng mồm vậy không à. Anh quà của em đâu? Có. Quà em đây nè. Đi quà cho nó đi con. Anh có mua cho em một món quà đặc biệt. Đặc biệt lắm, cái gì em đã vậy? Anh nói em nghe, anh về Việt Nam á, anh suy nghĩ một tháng trời anh mới nghĩ ra cái món quà này cho em đó. Trời đất ơi, tao nói má này nó ra A Thần Phụ nó mua một cái bánh bía sầu riêng liền. Còn má kia tới một tháng trời nó mới mua được quà đặc biệt á. Thì cũng giống như em thôi. Sao? Hồi lúc mới quen em thì má anh cũng bị giống vậy đó. Cũng là nhật nhân quả sao trời. Ờ, của tôi nhỏ mà. Em mở ra nha. Ờ, mở đi, mở đi. Cương mở ra nha. Mở đi con, mở đi con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ủa sao tự nhiên không hát vậy? I don't like it. Why not? Em không có thích. Cô coi nè, anh nói tìm tháng trời mà tiếng này nè cô. Cô nhưng xem mà... coi. Trời, Jonathan, con mua cái này cho Vi á hả? Dạ. Trời, Vi à? Con sorry cô. Không, con không cần gì sorry hết. Cô, ok, anh, à? cắt bánh cho mấy đứa nhỏ đó, hôm nay sinh nhật của Vi mà, cắt cho nó vui đi anh, đi cắt má. Bánh đi, cắt má. Bánh đi. Cô. Gì vậy? Em ơi, trời ơi, mày hại tao cho nên thằng. Trời, tao đi về Việt Nam một tháng rồi, tao feel tao guilty rồi. Nãy giờ tao ráng nịnh bả gần chết mà trời cho bả giận à. Một cái thật má mày là giận cá chép thớt, là giận mày chết chúng tao à. Kỳ vậy? Chuyện gì vậy con? Chuyện gì vậy? He says he understands me. À. He said he spent an entire month looking for my gift. Yeah. But he doesn't know me at all. Really? I don't like it. Oh my God, you don't like it? No. Why? Nó nói cái gì kỳ cục ba? Nó nói là con không có hiểu nó cái gì hết. Mà con nghe nó quen nhau mấy năm trời rồi. Con hiểu nó còn hơn nó nữa kìa. Really? Yeah. Nè, con biết á là khi mà nó cười. Con biết nó muốn đi qua Sydney. Vậy là quá hiểu rồi. Rồi khi mà nó nháy mắt á là con biết nó muốn con hôn nó. Why? Rồi khi mà nó bóp đùi con á. Thôi. Không. Là nó muốn con dẫn nó đi shopping tại cái bóp con nằm ở đây nè. Trời, tao hết hồn mà. Nó khác má mày. Mỗi lần má mày bóp đùi cái bà hỏi chắc lương đâu. Trời ơi, cái khổ. Nó hiểu con quá mà. Hiểu đâu mà hiểu chứ. Con mới là hiểu cho ảnh nè. Anh muốn gì con cũng chiều cho ảnh hết á. Chú nghe này nha. Ảnh muốn ăn đồ Ý á thì con làm spaghetti cho ảnh ăn. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ dĩ nhiên rồi. Còn ảnh muốn ăn đồ Mỹ á thì con làm burrito nè chú. Trời, giỏi quá luôn rồi. Dạ rồi ảnh muốn ăn đồ Việt Nam á. Còn đãi anh ra điểm sắm nữa đó chú. Lộn rồi bà. Sao vậy? Điểm sắm là đồ Tàu. Ủa? Đồ Việt Nam là bún mắm. Nhưng mà con đâu biết làm bún mắm đâu. Nó đâu biết làm bún mắm đâu. Mai là nó không có biết làm bún mắm ba. Con nói ba nghe nè. Sao? Con nhỏ này á, nấu ăn dở ẹt rồi ba ơi. Trời. Khi mà nó nấu ăn á, con phải cắn răng con mới nuốt được ba. Rồi nó hỏi, anh ơi có ngon không anh? Con phải nói ngon ba. Vậy là mày giống tao quá. Ủa? Má mày nấu ăn cũng dở ẹt à. Giờ mỗi lần ăn hỏi ngon không anh? Ngon. Ê, hai người nói xấu người ta hả? Con mét cơ. Con, đừng mét cô con. Cô xử chú đó con, đừng mét cô nha. Đừng mét. Vì con đang xử ảnh kìa. Gì vậy? Như nó chọc mặt, chọc em trước mặt ba anh làm quê quá à. Anh chơi kỳ vậy? Thì em phản ứng trước mặt ba mẹ anh như vậy anh cũng quê vậy. Sao? Hả? Ai biểu anh mua quà gì xong thích được. Thì thôi. Dạ xin lỗi hai bạn. Trời ơi, riết nó coi mình như là bạn bè nó gây lộn trước mặt tính bơ vậy đó hả? Vừa phải thôi nha. Gây đi. Thấy hiền làm tới. Này con. Em nói giỡn hả? Tính cái gì vậy? Sao mà nhận Jennifer ăn đi? Khoan! Tự nhiên có Jennifer vô đâu đi? Là bạn gái cũ của ảnh đó chứ. Rồi, giống cô mà rồi. Hai dắt chiều dĩ dãn. Mỗi lần vợ tôi giận nó nhắc Lan Huệ hoài. Tưởng rồi. Quen ai? Quen con nhỏ lùng tịch đó. Trời, bà này bà gan ghê. Bà vậy mà còn kiếm nhỏ lùng hơn đó trời. Hey. Công nhận mày hay nha Jonathan. Kiếm tôi hàng độc không á. Xin lỗi em nha. Gì? Nhưng mà con Jennifer á, nó nấu ăn ngon hơn em nhiều. Vậy? Nếu mà em muốn quà dự ý á, thì có thằng Kevin đi mua đi. Phan! Kevin là ai nữa? Thì bồ của nó chứ ai. Trời đất ơi. Tưởng quen ai quen thằng sống quá. Nhớ chuyện dễ dàng nữa à. Chứ không phải đâu chứ. Sao con? Mày bạ không à. Sao vậy? Thằng Kevin nó theo con, chứ đâu phải con theo nó đâu. Vậy con chỉ có theo ảnh thôi. Mà bây giờ chú thấy không? Anh đối xử với con như vậy á chú. Tội nghiệp nó quá mày ơi. Thôi đến đi con. Nín đi, nín đi, nín. Nín nha. Nín đi. Ủa chứ chắc chắn vô lộn. Mới về Việt Nam vỗ nít quen thì qua đây lộn rồi. Lộn. Sao có mày không vỗ mày? Tao vỗ. Kệ cho nó khóc đi. Hả? Cho nó khóc đi kệ. Ơi con ơi. Thấy nó hoàn cảnh nó tội nghiệp quá con. Con còn tiền lẻ không? Gì vậy ba? Bo nó 1.2 triệu. Nói kỳ vậy? Nói trời đất. Tôi về Việt Nam tôi đi bắt xa quen tôi quên. Vô năn nỉ đi mày. Năn nỉ đi.
Honey. Cái gì vậy? Ờ, khóc đi, khóc cho đã đi. Khóc đi, khóc đi, khóc đi. Bảy. Mày giỡn quá, trời đất ơi. Tại sao mày nạt mày la nó vậy? Trời đất ơi. Chuyện này tao biết rồi. Về Việt Nam mới vớt nhau nào phải không? Không có. Nè, không có không? Không có ba. Cái mặt gian gian tao biết rồi, mày con tao tao không biết hả? Không có. Trời đất ơi, tao nói rồi nha. Đàn ông con trai ra đường càng quậy bao nhiêu, về phải càng nịnh vợ bấy nhiêu. Biết không? Đàn bà họ yêu bằng cái lỗ tai. Làm gì làm phải nịnh. Mày thấy không? Tao ra ngoài làm gì làm về má mày vẫn là số 1. Đó. 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 Mà không có. Nó, cái gì? Nó bực bội tại vì cái món quà đó ba chứ gì đâu. Mới quên nữa mày mà tặng nó cái gì mà nó giận vậy? Thì con tặng cho nó cái chiếc áo bà ba. Gì? Cái gì? Nó tặng chiếc áo bà ba. Ai chôm chôm mang cuộc mãn cầu cảm sành xoài cát hương. Thôi xuyên đó hả? Xuyên ngày xưa chứ còn gì nữa. Mùi lử nè, mùi lử ngày xưa nè. Ai chôm chôm không? Anh ăn chôm chôm không anh? Trời đất ơi, chôm chôm mua có 100 gram, không lẽ có 2 trái thôi sao anh? Thôi mua 1 ký em nhờ nghe anh. Ai chăm sành không? Cầm sành dắt uống nước cho khỏe nghe. Nè 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 nè, xuyên. Chờ qua tí xíu chèo và chèo lẹ vậy. Chờ xíu đi. Chờ cái gì mà chờ? Vì sao hôm qua qua nói qua mà qua không qua? Rồi bữa nay qua không hứa qua mà qua lại qua. Trời ơi, qua dễ thương cái gì đâu á. Không phải. Qua tính qua. Mà quần quật quá cái qua quên. Hôm nay định đảnh là sẽ qua với qua. Thôi đi, qua là anh á. Nuốt lời hứa như là nuốt xương xa vậy à. Rồi nữa, con câu nó hoài. Nè, đâu hôm nay mà cái bà ba đẹp quá vậy? Bà ngoại tôi ba với tôi á. Hả? Bà ngoại nói con gái hả? Đi buôn bán thì bận bà ba, chứ nó thùy mị. Trời ơi, không phải thùy mị nữa, mà còn đẹp nữa. Cảm ơn à. Mà hấp dẫn nữa. Thôi đừng xạo đi. Không có xạo đâu. Chứ phải anh lên thành phố, anh thấy Tây thấy Đầm, cái anh về anh quên bà ba. Trời ơi, muốn lật xuyên người ta. Thua, trời làm gì dữ vậy? Không có đâu. Đầm quần jean chứ. Lúc nào qua cũng nhớ tới áo bà ba. Nói nghe nghe thuyền tôi nó khẩm lắm á, nghe ngớt cái cây về bà ngoại tôi quýnh á. Tránh ra cho người ta mừng ăn buôn bán. Từ từ. Ôi nghe, tôi đi á. Gì? Ôi trời ơi, đi đâu mà lẹ quá vậy? Đi mừng ăn buôn bán chứ chi, sáng giờ chưa có ai mở hàng hết á. Khoan đã, cho tôi bán trái xoài cát đi. Trời, mở hàng gì có 1 trái xoài quát vậy anh? Không, lát mua nhiều nữa. Thôi, không ai bán giữa sông hết á. Tôi vô tôi cắm xào trong kia kìa. Vô nghe, mở hàng nghe. Tôi chờ đó. Chờ nhá, nhưng mà Xuyên ơi. Xuyên ơi, chờ. Xuyên ơi, chờ tôi với Xuyên. Xuyên ơi, Xuyên. Chờ tôi với Xuyên. Xuyên. Anh làm gì vậy? Hết mơ rồi. Ủa? Bước xuống ghe đi. Điệu này chắc về Việt Nam chèo dữ lắm nè. Không phải. Cứ nghĩ quen người ta hoài à. Không phải đâu Xuyên. Mấy chục năm rồi mới thấy mặt lại cái bà ba. Thấy thương quá. Mà không nhận nhà người Việt Nam mình ngộ nha. Sao? Đàn bà gái dữ cỡ nào. Mặt cái bà ba thấy hiền queo à. Cảm ơn à. Từ đã sắp tới mặc bà ba hoài nha. Thôi đi à. Em không có mặc áo bà ba cho anh đâu. Sao vậy? Em mặc áo bà ba là cho tụi nhỏ đây nè. Ừ. Trời ơi con. Thấy chưa con? Tới đây lúc mà mẹ biết là con mua cho Vi cái áo bà ba này nè. Mẹ ngạc nhiên hết sức vậy á. Mà đẹp hả mẹ? Quá đẹp chứ còn gì nữa. Thấy không, mẹ mặc vô kìa ba nè, nửa tỉnh nửa mê chèo quá trời, thấy không? Con nè. Hả? Con cũng nửa tỉnh nửa mê nè mẹ. Đó. Thì khi mà con về Việt Nam á, con về quê thăm bà ngoại á,
con có thấy mấy người cô gái Việt Nam bận áo bà ba mà khum xuống gắm cái gì? Gì? Cái má. Gì? Cái má là gì? Cái má. Cái mà mày nói tiếng Mỹ đàng tây mà. Cái mà con, trời cái dấu nó quan trọng, cái mà. Cái mà. Nhưng mà con đứng xa xa con nhìn người phụ nữ bận áo bà ba rất là đẹp. Đẹp lắm chứ con. Rất là sexy nữa. Giống ba mày không à. Con biết không, mẹ thì mẹ nghĩ vậy nè. Thường thường người nói đến phụ nữ Việt Nam là nói tới áo dài. Mà áo dài là dành cho lễ hội không à. Mà phụ nữ Việt Nam như mẹ nè là làm lụng vất vả lắm để lo cho chồng, lo cho con, phải không? Mà áo dài đâu có tiện đâu. Cho nên mẹ nghĩ chắc là ngày xưa phụ nữ mới nghĩ ra một cách là cái áo dài đó cắt cho giặt ngắn để cho dễ khung khung xuống cái má. Đúng rồi đó con. Cái mạ nha con. Rồi còn cái cổ cao vậy cũng khó chịu lắm đúng không? Cho nên cái phải khoét cái lá trầu vậy nè đó, để cho dễ làm việc mà dễ cho người ta ngắm nhìn nữa đúng không? Wow, vậy thì đẹp áo lắm. Dài thì dài quá cắt ngắn lại. Cổ cao á thì phải khoét cái lá chầu. Ê, khoét sâu quá. Cái này thành lá chuối rồi. Lá chầu nằm trên đây nè con. Này. Lá chầu trên đây. Đẹp không? Wow. Áo bà ba rất là đẹp. Rồi áo bà ba kia. Áo bà đồ ra đẹp quá nè. Đẹp không mẹ? Đẹp quá. Ba. Ở đâu ra vậy nè? Bạn con á. Bạn con không hả? Trời ơi, chỗ này cũng đẹp quá nè. Anh ơi, sao em? Áo bà ba đẹp, anh làm gì anh đã sáng rồi, đi sao chứ anh? Không phải anh thưởng thức áo bà ba. Trời đẹp quá. Trời ơi, gió thổi lồng lồng đẹp quá. Mấy đứa nhỏ bạn con hôm nay nó mặc đồ áo bà ba dễ thương quá con. Bởi vậy á, con muốn giới thiệu với bạn con bận áo bà ba cho nó đẹp hết. Hay hay hay. Trời ơi, phải công nhận. Này cái nhà con ngắn đi đây nè. Trời ơi. Tôi thấy mấy em này mặc sao tôi nhớ Việt Nam quá trời. Không có, đừng hơi bệ, tôi nhớ quê hương. Anh nhà vừa phải thôi, vì cái em cũng áo bà ba vậy. Quá dễ thương, con giỏi nha. Con phải đi xa với bạn bè con áo bà ba nha. Bảo đảm không. Ủa? Phi rồi. Phi đâu rồi? Phi đâu rồi? Phi đâu rồi? Bê. Ủa? Quá dễ thương. Đẹp mẹ, đẹp quá. Ok. Thôi okay. Nha, xuống ghe chèo nha. Chèo ghe đi. Áo bà ba. Em đi mau kéo trễ chuyến. Thôi đứng dậy hết rồi chèo. Qua bên Bắc Kinh.